cho cái cá nó ngấm gia vị vào muối thì chúng ta sẽ tiến hành rán thôi. Đó, chút nữa. Bật bếp. Đó chà. Chúng ta thả cá vào đây. Để cho đỡ bắn thì chúng ta sẽ cho một ít muối vào. Một chút muối này nó sẽ đỡ văng mỡ. Chín rồi. Cái này nhỏ lửa cho nó giòn nhé. Ở đây là món cá rô Hàn Quốc ở Hàn Giò của chúng ta, sắp chín rồi. Bây giờ là chín rồi nên để cho nó khô, không nó hơi già một chút ăn nó xong. Chín thì chín rồi. Chín lắm rồi. Giờ ta sẽ cho qua cái này để gọi là hút mất mỡ. Khi ăn nhiều mỡ. Chúng ta sẽ để cho nó phá mỡ và sẽ review. Rồi, bếp. Nếu các bạn không thích ăn mỡ thì mình có thể sử dụng cái giấy như này để nó hút bớt các cái mỡ từ con cá như này. Còn rất nhiều bác sợ mỡ, kiêng dầu mỡ, mình có thể sử dụng cái giấy này, nó hút cái mỡ ở trong con cá ra. Vẫn đảm bảo cá nó nóng giòn. Rồi mình sẽ bỏ ra đĩa nhé. Đây. Cá của chúng ta đây.
Rồi bỏ bớt cái này ra, hút bao nhiêu mỡ đây.